Hello, hello, xin chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Uyên Huế nha. Hôm nay Uyên sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu áo 2 dây nó như thế này. Rất là xinh các bạn ạ, che khuyết điểm tốt lắm. Trong quá trình hướng dẫn thì có quảng cáo mà nó chen vào làm các bạn giật mình thì mình xin lỗi nha. Rất mong là bỏ qua cho mình. Rồi, chúng ta sẽ đi vào móc nha. Móc cái mẫu áo này chúng ta sẽ cần dùng hai cuộn sợi cô tông Việt Nam nha các bạn. Các bạn có thể dùng bất cứ loại sợi nào các bạn có, tại vì cái áo này của chúng ta nó không có giới hạn họa tiết, nên là các bạn cứ sử dụng cái sợi mà các bạn muốn thôi, móc đúng cái số đo của các bạn. Còn sợi mình sử dụng là sợi cô tông Việt Nam có kích thước là 1 mm và một cái kim móc tulip 2.0 kim đỏ và kéo, rồi các cái kim đánh dấu, thước đo và một cái kim khâu len ha các bạn. Rồi, sau khi các bạn móc được một cái ống theo số đo của các bạn nha, các bạn móc cái mẫu móc này nó không có giới hạn về cái họa tiết, nên các bạn có thể móc theo họa tiết này cũng được, mà tự làm cái họa tiết mà bạn yêu thích cũng được. Mình sẽ hướng dẫn cái mẫu móc như thế này, mình để đằng sau video để cho các bạn không có mất thời gian, mà các bạn có thể dùng mẫu móc khác thì cũng có ứng dụng vô cái áo như thế này mặc ha. Rồi, sau khi các bạn móc được một cái ống như thế này, chúng ta sẽ chia nha. Các bạn sẽ chia cho mình ra 8 phần bằng nhau. Thì ban đầu là các bạn đây nè, mình chia sẵn rồi, chúng ta lấy làm đôi ha, và các bạn gập nó lại từ hai cái điểm này, các bạn gập nó lại. Mình đang hướng dẫn cho các bạn chia là chúng ta lấy được điểm này và một cái điểm này ha. Sau đó các bạn sẽ đó, khi các bạn được có được 4 phần bằng nhau rồi, các bạn sẽ gập những cái phần nhỏ này lại, chúng ta tìm được cái điểm giữa của các cái điểm này ha. Thì tại sao chúng ta tìm những cái điểm như vậy và đánh dấu lại? Tại vì như thế này chúng ta sẽ tăng mũi ở hai cái điểm này, cái kiểm quay này hay quay dây chúng ta lên này, và chúng ta sẽ giảm mũi ở cái khu vực nách và giữa cổ nha. Rồi chúng ta đi vào giảm mũi nè. Rồi, khi các bạn chia được rồi, các bạn sẽ phải quan tâm đến cái việc là ở đâu là cổ, ở đâu là dây, ở đâu là nách, tại vì các bạn sẽ phải tăng mũi ở cái điểm quay ha. Cho nên là ở cái khoảng này là ở cái khoảng nách này, tâm thì mình làm cái to này, tâm cổ trước để cho dễ nhớ, tâm cổ sau. Và ở cái đoạn nách, mỗi nách chúng ta sẽ giảm 2 mũi nha. Rồi ở đây chúng ta ở đoạn quay thì chúng ta sẽ móc lên một cụm rồi, để mà các bạn sẽ dàn đều cái giảm mũi của các bạn ha, để cho nó không có bị co cụm nha các bạn. Ví dụ như các bạn ước lượng là cái khoảng cách của hai cái đoạn này nè, chúng ta giảm 4 mũi thì cứ cứ cách vài mũi chúng ta sẽ giảm một mũi ha. Đừng có giảm một chỗ, một đi một đường như vậy thì nó lộ cái mũi, nó bị phồng cái mũi ở dưới nha các bạn nha. Rồi, chúng ta lên lên ba bấn để mà lên hàng này. Rồi các bạn móc mũi chân một mũi kép cho mình. Thì ở đây mình đếm xem là mình có bao nhiêu mũi để mình ước lượng này. 1 2 3 4 5 6 7 8. Vậy mình giảm 4 mũi thì mình cứ đây một mũi, đây một mũi, đây một mũi mũi ha. Rồi, không nhất thiết là phải ở ở chính tâm nha các bạn, tương đối thôi ha. Các bạn đặt ở vị trí nào cũng cũng được, miễn là nó cách cách nhau một tí. Rồi cách giảm mũi thì các bạn sẽ móc hai mũi kép chụm đầu ha. Đây, một này, hai này, đó, rút lên đó, chúng ta vừa mới giảm được một mũi. Và mỗi chân móc thì các bạn cứ móc cho mình một mũi kép cho đến cái đoạn mà các bạn sẽ tăng thêm cái đoạn từ cái chân nách sau cho đến chân quai, từ cái quai sau đến quai trước thì chúng ta sẽ giảm 4 mũi nha. Rồi các bạn móc cho mình một vài mũi kép
mỗi chân móc một mũi kép này. Các bạn có thể đưa cái họa tiết ở dưới phần thân áo lên hoặc là bỏ đi cũng được, không có sao hết nha. Chúng ta chỉ có một vài hàng loại này lên nữa thôi. Đó, rồi giờ chúng ta thêm gom thêm một mũi này. Ha. Rồi. Một mũi chân các bạn móc cho mình một mũi kép đi. Đến cái chân nắp tới rồi nên là mình không có cắt video nữa, các bạn chịu khó coi tí xíu nha. Rồi, chân nào mũi đó. Rồi, đây, tới chân nắp rồi nè. Chúng ta sẽ vào đây móc cho mình một cụm gồm có hai mũi kép, hai mũi bính và hai mũi kép. Đó, cụm của chúng ta nè ha, cụm quẹt đó ha. Rồi tiếp tục đó, các bạn sẽ móc tiếp mỗi chân mỗi móc kép cho mình đó. Và các bạn để ý nè, đây là tâm cổ đúng không, thì từ cái chân nó quai này đến chân quai kia chúng ta cũng sẽ giảm 4 mũi nha. Rồi các bạn canh làm sao giảm cho nó đều ha, giảm thì hồi nãy mình vừa chỉ rồi ha. Các bạn sẽ dùng một cái mũi kép trụm đầu ha. Rồi, chúng ta sẽ giảm nè. 1 nè. 2 nè. Đó, vừa giảm được một mũi. Các bạn lần lượt giảm như vậy cho mình 4 mũi nha. Rồi, mình đã giảm 4 mũi ở cái khoảng này rồi. Giờ chúng ta vào tiếp tục tăng mũi ở cái dây quai nha. Đây, các bạn vào cái mũi mà chúng ta đánh dấu làm quai đó. Chúng ta móc một cụm quẹt ha. Một cụm quẹt giống như ban nãy chúng ta vừa móc là gồm có hai mũi kép, hai mũi bính và hai mũi kép. Đó. Rồi bây giờ các bạn sẽ cũng lần lượt các bạn sẽ giảm mũi từ cái chân quai này đến cái chân quai đằng sau lưng áo ha, giảm 4 mũi và ở mỗi cái điểm mà làm quai thì các bạn móc một cụm quạt như vậy cho mình đến hết hàng nha. Rồi mình vừa móc hết một vòng ha, bạn canh sao mà nó như mình nè, mình cách vài ôm hoặc vài mũi mình lại giảm một mũi, còn tăng thì tăng ở 4 cái quai rồi ha. Rồi các bạn sẽ trượt vào cái mũi bính thứ ba của dãy ba bính này, chúng ta kết thúc hàng và chúng ta móc lên hàng mới ha. Chúng ta lên 3 mũi hàng tiếp theo. Hàng này chúng ta vẫn là công thức cũ ha các bạn ha, chúng ta sẽ giảm mũi và các bạn sẽ né ra những cái mũi mà các bạn vừa giảm. Các bạn sẽ né ra, ví dụ như các bạn giảm ở đây một mũi thì các bạn né ra nó qua đây rồi hàng giảm, để cho cái áo của chúng ta nó dàn đều ra nha, nó không có bị co cụm lại. Rồi các bạn móc lên cho mình một mũi kép nè, hai mũi kép nè. Ở điểm không có giảm mũi thì các bạn vẫn móc bình thường ha. Bạn có thể móc họa tiết từ dưới thân lên hoặc là không tùy. Rồi đó, chúng ta sẽ giảm ở cái điểm này đi, điểm nào cũng được miễn sao nó cách ra vài mũi so với cái mũi giảm ở dưới hàng là được ha. Rồi các bạn giảm mũi bình thường, móc hai mũi kép trụm đầu rồi ha, vừa giảm được một mũi ha. Còn mấy mũi thì nó đến cái chân nát thôi, đến cái chân quai thôi nên là mình không có cắt video nha, các bạn ráng coi nha. Cứ coi mỗi chân móc thì các bạn cứ móc lên cho mình một mũi kép. Rồi mình giảm ở đây. Rồi.
là bên thân này giảm được 2 mũi, bên phía kia giảm 2 mũi, tất nhiên là các bạn tiếp tục giảm 4 mũi nha. Rồi các bạn tới cái cụm này nè, các bạn vẫn móc bình thường ha, chân kép ở dưới cái quẹt các bạn tiếp tục móc vào đó những cái mũi kép cho mình. Đến cái hai chân bính này các bạn sẽ móc vào đây một cụm quẹt, 1, 2 mũi kép và 2 mũi bính và 2 mũi kép đó, một cái cụm quẹt đó móc vào dãy 2 bính ở hàng dưới. Rồi bên kia cũng vậy nha các bạn, ở mỗi cái cụm quạt chúng ta sẽ phát triển lên một cụm quạt khác ở hai bính nha. Còn những cái dãy, những cái mũi kép thì chúng ta vẫn điền vào mũi kép và tuần tự giảm mũi ở những cái điểm mà chúng ta cần giảm nha. Rồi, các bạn móc đi nha. Mình chạy hết một vòng thứ hai rồi, chúng ta tiếp tục nha. Chúng ta sẽ trượt vào cái chân móc thứ ba kết hàng và chúng ta lên 3 mũi bính lên hàng. Ở hàng này chúng ta không có giảm mũi ở những cái phần giữa này nữa ha. Chúng ta chỉ móc mỗi chân móc chúng ta lên một mũi cho mình thôi. Đó. Mỗi chân móc chúng ta lên một mũi kép ha. Chúng ta chỉ giảm mũi ở chân của cái cụm quẹt này thôi nè. Còn tất cả các cái phần khác chúng ta bình móc bình thường ha. Rồi, các bạn có thể chọn một cái điểm bất kỳ, ở mũi bất kỳ, miễn sao là nó ở gần cái chân này là được nha. Chúng ta chỉ giảm hai bên của cái chân rẽ quẹt này thôi, còn móc mỗi mũi kép chúng ta lên một chân kép thôi ha. Rồi, các bạn vẫn phát triển vào cái hai bính này một cụm quẹt bình thường. 1, 2, 1, 2 ha. Vẫn móc một cụm quẹt. Rồi. Ở các mũi kép dưới thì vẫn móc một mũi kép bình thường. Chúng ta giảm ở chân này một mũi nữa. Đó. Là hai chân của cái phần quay lên này chúng ta sẽ giảm một chút ở đây thôi ha. Còn lại là các bạn móc bình thường cho mình nha. Chân nào kép nào chân đó cứ như vậy móc hết vòng thứ ba. Khi các bạn hoàn thành ba cái hàng đó rồi, chúng ta sẽ các bạn sẽ móc cho mình một cái sợi dây nhá. Một cái sợi dây chiều dài của nó sẽ là hơn một nửa cái sợi dây áo ngực của chúng ta nha các bạn. Dài hơn một nửa chứ đừng có dài bằng ha, tại vì mình muốn là nó phải vượt qua cái được mức độ an toàn cho các bạn đó. Rồi các bạn làm cho mình một thòng lọng, các bạn tiến hành làm sợi dây cho mình ha. Các bạn cho kim vào cái mũi hai mũi bính này nè, các bạn rút sợi lên, chúng ta móc cho mình 3 mũi bính, 1, 2, 3. Rồi các bạn lại vòng kim xuống cái lỗ đó luôn, vòng kim cái lỗ hai bính đó, các bạn móc lên cho mình một mũi kép rưỡi, rồi lại lên 3 bính, các bạn lại vòng xuống móc một mũi kép rưỡi nè, rút sợi một lần này, rút sợi 2 lần, rút sợi 3 lần, rồi tiếp tục 1, 2, 3. Các bạn làm y chang như vậy nha, làm đến cái độ dài sợi dây mà các bạn mong muốn, đó là nó phải ngắn hơn sợi dây áo ngực của các bạn nha. Rồi sau khi mà nó đạt được cái chiều dài của các bạn muốn rồi, các bạn lên cho mình 2 bính, rồi các bạn để cho nó cùng chiều nhé. Rồi các bạn sẽ móc vào cái dây qua thứ đằng đối diện đó, các bạn móc một mũi đơn, tiếp tục các bạn móc thêm một mũi đơn nữa là 2 mũi đơn, và các bạn vòng chỉ lại, các bạn móc vào cái chân này cho mình một mũi kép đó, như vậy đó ha. Rồi các bạn rút sợi, cắt sợi nha. Sợi dây của mình là như vậy thôi. Sau khi các bạn hoàn thành sợi dây thì các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình một vòng bên nách, hai vòng bên nách, một vòng bên nách này là vòng bên nách này và một vòng ở giữa nữa ha, cho cái sản phẩm của chúng ta là nó kết nối tốt giữa cái thân áo và cái nách nhé. Nó sẽ
hạn chế được cái việc là cái áo nó sẽ níu ở một cái điểm dây nó sẽ là không đẹp ha. Đây rồi các bạn, sợi mình không có cắt, sợi lúc mà mình làm xong mà mình không cắt sợi, mình để sợi để mình làm còn làm nữa mà ha. Rồi các bạn lên cho mình đây, lên một bính rồi lên hai bính này, ba bính này, rồi các bạn tiếp tục móc mỗi chân móc một mũi kép cho mình nha. Một, mỗi chân móc một mũi kép, hai ba, rồi cứ tiếp tục móc nha. Khi các bạn đến chân của cái sợi dây, các bạn sẽ gom một tí mũi ở đây cho mình này, hai hai mũi ở chân này các bạn gom lại một này, các bạn rút sợi này, rồi và đây vào cái ô đầu tiên của cái dây các bạn sẽ móc. Các bạn hai mũi các bạn gom lại một mũi đó, rồi các bạn sẽ tiếp tục móc vào đây cho mình một mũi kép nữa ha. Và các bạn sẽ mỗi cái lỗ này trên dây các bạn sẽ móc cho mình ba mũi kép, một hai ba vậy nha, mỗi lỗ móc ba mũi kép nha các bạn, đó liên tiếp vậy cho đến cuối sợi dây cho mình nha. Rồi mình đã đi đến cuối sợi dây rồi, và các bạn thấy là đây còn lỗ cuối cùng này, thì các bạn làm đối xứng bên kia, các bạn móc cho mình một mũi kép ở đây và hai mũi kép chụm đầu, một này hai này, ok. Xuống dưới cái phần nắp áo này các bạn làm đối xứng với bên kia nha, cũng móc hai mũi kép chụm đầu cho mình đó. Rồi sau đó mỗi mũi kép các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép nha, một chân kép phát triển một mũi kép nha, cứ tiếp tục móc. Các bạn tiếp tục móc đến cuối hàng ha. Rồi mình đi đến cuối hàng rồi, và mình sẽ trượt một mũi đây để mình kết thúc hàng, chúng ta kết thúc hàng các chỉ nha. Rất là nhanh, cái áo móc nhanh cực kỳ luôn. Đây là phần xong một cái phần bên nách này, và phần nách của bên kia các bạn cũng làm y chang nha các bạn nha, cũng làm y chang cái phần nách ở bên này ha. Rồi bây giờ chúng ta qua cái phần cổ, phần cổ các bạn cũng làm y hệt ha, nhưng mà chúng ta sẽ cho cái ở giữa tâm áo vào cái ở giữa này để cho các bạn giấu ở đằng sau lưng á, đừng có ấy đằng trước nha, cho nó đẹp hơn. Rồi các bạn lên cho mình một, lên cho mình ba mũi bính, các bạn móc bình thường ha, ba bính lên hàng. Rồi mỗi chân kép ở dưới các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép lên hàng, các bạn cứ móc như vậy. Các bạn móc đến cái chân mà chân quai, các bạn móc cho mình ba mũi kép chụm đầu, một này hai này đó, và vào cái lỗ này luôn chúng ta móc cho mình ba mũi kép chụm đầu nữa. Này chúng ta rút lại tí để cho nó, một này hai này ba này đó, và mỗi cái mắt lưới này chúng ta móc vào cho mình ba mũi kép như bình thường ha. Đó cứ móc như bình thường, nó chỉ khác một tí là ở cái góc này chúng ta tăng nhiều hơn ở bên nách một tí thôi nha. Ở mỗi chân nách các bạn đều làm công thức như vậy nha. Cái lỗ lưới cuối cùng các bạn sẽ móc ba mũi kép chụm đầu, và các bạn xuống dưới phần cổ các bạn cũng móc ba mũi kép chụm đầu. Trong quá trình móc thì thu giấu luôn cái sợi chỉ thừa ha. Đó rồi mỗi chân kép chúng ta phát triển lên một mũi kép, cho đến cái chân nách các bạn lại tiếp
cái chân quai các bạn lại tiếp tục móc với công thức như vậy ha. Bốn góc đều làm như vậy cho đến hết hàng nha các bạn. Mình chạy một vòng đến cái chân quai ở bên phía kia luôn. Chúng ta cũng dùng cái công thức đó nha. Mình vừa gom 3 mũi nè, 3 mũi kép chụm đầu. Chúng ta sẽ vào đây móc thêm cho mình 3 mũi nữa ha. 3 mũi kép chụm đầu ở trên cái dây quai của chúng ta đó. Các bạn để ý khỏi coi chừng nó lệch nhá. Lệch nó xoắn dây nó xấu ha. Rồi, bạn vào đây móc cho mình. Chúng ta sẽ móc vòng 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 cái cổ, vòng tròn cái cổ luôn nha. Đó. Và sau khi, ủa xin lỗi, cái này là chúng ta móc 3 mũi kép chụm đầu mà. 1 này, 2 này, 3 này, rồi rút một lần. Rồi, các bạn tiếp tục lên mỗi ô lưới này các bạn móc cho mình 3 mũi kép nhé. Móc 3 mũi kép bình thường tất cả các ô lưới cho hết cái quai, rồi đến cái chân quai các bạn lại 3 mũi kép chụm đầu ở chân quai và ở chân nát cổ làm công thức y chang. Các bạn chúng ta chạy hết một vòng nha. Mình đi đến hết vòng cái cổ rồi. Chúng ta sẽ trượt vào cái chân bính thứ ba của dãy 3 bính lên hàng. Các bạn trượt vào đây cho mình một mũi trượt. Rồi, đến đây thì nếu mà các bạn cảm thấy mà cái sợi dây của chúng ta nó nhỏ như vậy mà các bạn ưng ý thì chúng ta cắt chỉ móc về phía phần cái quai bên kia, chưa xong ha, là ok, là có áo mặc rồi. Còn nếu mà các bạn muốn cái quai nó to lên thì chúng ta tiếp tục móc thêm một vài vòng nữa nha. Ở đây mình sẽ móc thêm một vài vòng nữa tại vì mình muốn cái dây áo mình nó to lên, mình cũng không còn là trẻ nữa nên là mình không muốn mà mặc áo dây nhỏ quá thì nó hơi kỳ. Mình sẽ móc thêm. Còn các bạn con gái thì mặc như vậy cho đẹp nha. Mặc lên form áo rất là đẹp. Nó cung về cái bầu ngực của chúng ta. Nhìn nó đẹp lắm các bạn. Rồi, bây giờ các bạn muốn móc thêm áo, thêm quai nữa thì chúng ta sẽ đi cho mình thêm một vài hàng nữa nha. Rồi các bạn vẫn làm như bình thường, 1, 2, 3 mũi bính lên hàng. Rồi các bạn sẽ tiếp tục móc vào những cái chân kép dưới lên, mỗi chân kép phát triển lên cho mình một mũi kép như bình thường. Cứ tiếp tục móc nha. Khi các bạn đi đến chân của cái quai, chúng ta sẽ không có giảm nhiều giống như hàng đầu tiên. Các bạn chỉ giảm cho mình là một mũi móc, 2 mũi móc chụm đầu thôi ha. Một mũi nè, 2 mũi móc chụm đầu tiên này, tiếp tục lại hai, thêm 2 mũi móc chụm đầu nữa. Tất nhiên là chúng ta chỉ giảm 2 mũi ở cái góc này thôi nhé, không còn giảm nhiều tại vì ở dưới chúng ta giảm nhiều rồi ha. Rồi và các cái phần góc dây quai còn lại các bạn đều làm cái công thức đó. Và phần cổ, những cái phần khác thì chúng ta chỉ lên một mũi kép thôi nha. Các bạn móc cho mình 3 đến 4 hàng tùy ý nha. Cái quai thì mình móc hoàn thành quai là mình móc tất cả là có 4 hàng nha. Là cái quai của mình là vừa đẹp luôn, không có bị lộ cái đường dây áo ha. Mình có chạy một cái đường viền ở dưới thân. Do cái áo lúc mình lấy nó, mình định là mặc ngắn nhưng mà mặc ngắn hơi ngắn quá, mình chạy thêm cái đường viền như thế này. Mình sẽ bỏ cái đường viền vào cái phần mục cộng đồng, các bạn vào đó để lấy chat mà xem. Còn không là các bạn có thể là vào cái nhóm Facebook, mình có lập một cái nhóm là Uyên chia sẻ chat, tặng chat cho các bạn ở trên Face. Các bạn có vào đó mình tặng rất là nhiều chat cho các bạn sử dụng nha, miễn phí hoàn toàn nha các bạn. Rồi thì bây giờ là các bạn đã xong áo, nhưng mà mình hứa là mình hướng dẫn cái phần họa tiết của áo phía sau, nên là bây giờ mình sẽ hướng dẫn cái họa tiết này chi tiết cho các bạn. Các bạn nào chưa biết móc thì sẽ cần cái phía sau này, mà các bạn biết móc rồi chỉ cần nhìn qua là biết rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào hướng dẫn móc cái họa tiết giống cái áo này với mình nhé. Ở cái áo này mình chỉ dùng mũi kép và mũi bính, và những cái đường nổi này là mũi kép ngoặt trước nha, mũi ngoặt trước. Rồi còn cái đường viền này mình cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn, nếu mà các bạn thích viền bằng cái này, hoặc là các bạn có thể không dùng viền, các bạn móc dài đủ thân các bạn rồi, không có thêm cái bèo bèo này cũng được nha các bạn nha, không có phải là nhất thiết phải làm theo bèo.
Đầu tiên thì các bạn sẽ gầy cho mình một cái cơ số mũi bính bằng cái số đo của các bạn nha, bằng số đo vòng ngực của các bạn nha, hoặc là vòng eo. Nếu các bạn muốn mà cái áo nó ôm thì các bạn đo cái số đo vòng eo thì nó vừa ôm, còn nếu mà bạn muốn áo vừa không có ôm thì đo vòng ngực ha. Rồi chúng ta sẽ dùng một cái thòng lọng đầu tiên để gầy mũi bính ha, các bạn biết sử dụng chưa nè. Rồi kéo sợi lên, cái này là nó như một cái tăng đưa đúng không, nó rút lại nè. Rồi chúng ta sẽ tiến hành móc mũi bính nha. Kim ở trên sợi nè, các bạn quấn sợi qua kim rút qua, quấn sợi qua kim rút qua đó. Các bạn sẽ làm như vậy liên tục, làm cho mình như vậy bằng cái số đo của bạn mong muốn nha. Cái này không có nhất thiết là nó sẽ là bao nhiêu mũi hết, các bạn cứ móc thoải mái, xong rồi các bạn dư ra một số đi nha, để chi, để khi mà các bạn dùng xong rồi đúng cái khoảng cách những cái họa tiết của các bạn chia rồi mà nó dư ra thì các bạn gỡ được, mà nó không phải móc thêm. Móc thêm thì khó, mà các bạn tháo, các bạn cắt ở vị trí mà các bạn muốn thì nó dễ hơn móc gỡ ra, mà móc lại từ đầu thì uổng công lắm nha. Rồi các bạn cứ móc ra một cơ số đi. Rồi ở đây mình có rồi thì mình chỉ hướng dẫn cái mũi móc cho các bạn thôi nha. Rồi khi các bạn móc được cái số đo của mình rồi, các bạn móc thêm cho mình ba bính lên hàng này. Rồi các bạn giữ cái tay đây thì các bạn sẽ dùng cái kim nè móc móc xuống đây cho mình một mũi két nè, một mũi két nè, kéo sợi lên, thoát sợi một lần, thoát sợi hai lần đó, tiếp tục móc kim vào lỗ len nè, kéo sợi một lần nè, kéo sợi hai lần nè, rồi vòng len qua kim này đó. Các bạn sẽ móc cho mình như vậy liên tục là 1, 2, 4 mũi đi ha, 1, 2, 3, 4 mũi. Rồi các bạn dùng một mũi bính, sau đó các bạn sẽ bỏ qua một chân bính ở dưới, các bạn móc vào cái chân bính thứ hai, các bạn móc liên tiếp cho mình 5 mũi kép. Tiếp tục móc một mũi kép nữa và 5 mũi kép tiếp theo. Tất nhiên là nó khoảng cách giữa hai bính là nó 11 mũi kép đó, tại vì đây là hàng đầu tiên, các bạn chưa có cái mũi ngoặt trước để mà phân ra nên là nó phải là 11 mũi kép nha. Đâu rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sau đó chúng ta sẽ móc một mũi bính tiếp tục 5 mũi kép tiếp theo này. 1, 2, 3, 4, 5. Và các bạn để ý là tại vì mình đây là mình móc cái miếng mẫu thôi, chứ còn các bạn móc đến là các bạn phải cân đối, ví dụ như là cái điểm kết thúc là nó phải là đạt đủ, ví dụ như là bên này là 4 rồi ha, mà cái khoảng cách của chúng ta ở giữa này là 11 mũi kép thì chúng ta sẽ móc vào thêm 7 mũi kép nữa để cho nó đúng cái họa tiết của chúng ta, đến hồi gì chúng ta làm là nó xoay vòng cái họa tiết cho đẹp nha. Còn các bạn có thể không dùng họa tiết này cũng được, không sao cả nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi thay vì mình móc cho nó đúng số đo thì mình có rồi thì mình vòng đây cho nó các bạn nhìn thấy thôi nha. Đây nè, là chúng ta sẽ vào đây
vào cái khi mà các bạn móc đủ rồi, các bạn sẽ vào cái chân móc số 3 của dãy ba bính đó, các bạn bạn trượt vào nha, trượt vào đó các bạn 1 2 3 bính lên hàng, xong mỗi chân móc bên cạnh các bạn sẽ móc vào một mũi kép nha. 1 này. Thì để cho cái họa tiết của các bạn nó xéo xéo thì các bạn tiếp tục móc vào cái mũi bính này cho mình một mũi kép này. Móc vào cái mũi bính đó một mũi kép. Sau đó các bạn sẽ móc một mũi bính. Ha. Sau đó các bạn sẽ bỏ cái chân tiếp theo. Các bạn móc chân bên cạnh một mũi kép. Rồi các bạn sẽ móc 5 mũi kép liên tục. Đó, 1 2 3 4 rồi ha. 5 mũi. Sau đó các bạn sẽ móc một cái mũi ngoặc trước. À, các bạn biết móc mũi ngoặc trước chưa? Các bạn móc mũi ngoặc trước thì nó cũng là quấn chỉ qua len ha. Các bạn móc vào cái thân của cái mũi này này. Thân của mũi kép phía dưới các bạn rút sợi lên. Thoát sợi một lần, thoát sợi hai lần đó, chúng ta vừa mới thực hiện một mũi ngoặc trước nha. Rồi sau đó các bạn sẽ móc vào cái các bạn sẽ bỏ qua cái chân này nè ha, các bạn móc qua cái chân bên cạnh cho mình để chi, để cái mũi kép của chúng ta nó xéo 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 qua ha. Đó, các bạn mà móc thẳng lên thì cái mũi của chúng ta nó sẽ thẳng thôi ha. Đó, các bạn họa tiết đó nó cũng đẹp luôn, mà do mình có cái họa tiết đó rồi nên là mình làm cho nó quay quay vậy đó. Đó, tới này là chúng ta được 1 2 3 4, tiếp tục các bạn móc vào một mũi kép vào chân mũi bính ở phía dưới này. Rồi sau đó các bạn phát triển một mũi bính. Các bạn bỏ cái chân kép này, các bạn vào cái chân kép bên cạnh, các bạn móc thêm lên một mũi kép nữa. Đó, cứ lần lượt móc như vậy nha. Móc 5 mũi kép cho mình. 2 này. 3 này. 4 nè. 5 mũi kép cho mình nè. Rồi đến mũi thứ 6 thì làm một cái mũi ngoặc trước ha. Đây, mũi ngoặc trước nè. Đó, là các bạn quấn sợi qua kim nè. Bạn cho kim vào thân của nè, từ dưới nè ngoặc lên nè. Các bạn quấn sợi qua rồi rút sợi qua nè. Thoát sợi một lần, thoát sợi hai lần nè. Tới đây các bạn sẽ là trượt vào cái mũi cái ba bính này nè, cái dãy ba bính lên hàng đầu tiên các bạn trượt vào đó ha. Chúng ta đang móc vòng tròn nha, còn nếu mà các bạn móc móc một chiều thì các bạn móc miếng thì các bạn khâu lại, các bạn quay sản phẩm nha. Rồi 1 2 3, rồi các bạn tiếp tục hàng thứ hai, các bạn tiếp tục lên hàng này. Ở đây các bạn sẽ sau khi được tới trượt vào cái mũi ba bính này nè, là các bạn sẽ trượt thêm một mũi nữa để chi, để chúng ta đang làm cho cái họa tiết của chúng ta nó nghiêng mà đó, rồi trượt thêm một mũi nữa chúng ta mới lên ba bính. Rồi các bạn tiếp tục móc những cái mũi kép ở phía dưới, bạn được 3 mũi nè, 4 mũi nè. Rồi các bạn móc một chân vào cái mũi bính ở dưới, các bạn móc thêm một mũi kép nữa là 5 mũi. Sau đó các bạn sẽ móc một mũi bính bỏ qua cái chân này, móc vào chân bên cạnh một mũi kép. Ở đây là chúng ta đã thực hiện tới cái hàng thứ ba rồi đó các bạn, và các bạn cứ tuần tự làm như vậy nha. Đó, 1 2 3 này, chúng ta mình cố gắng làm thêm mấy mũi này cho các bạn nắm chắc hơn nha. Ở đây thì những người mà coi tới đoạn này lại mình biết là chưa có rành móc rồi, nên là mình phải hướng dẫn kỹ một tí. 1 2 3 4 này. Tiếp tục móc vào cái mũi này này. Cái mũi của cái chân này là cái chân mũi kép ngoặc trước rồi, chúng ta móc vào cái phía đầu của nó một mũi kép.
Đó là nó sẽ được 5 mũi này, 1, 2, 3, 4, 5 ha. Và các bạn sẽ móc vào thân nó một mũi kép ngọc trước. Đó. Rồi, sau đó các bạn sẽ bỏ cái chân bên cạnh này, các bạn móc vào cái chân tiếp theo một mũi kép. Đó. Tiếp tục móc 5 mũi kép liên tục cho mình. Đó là chúng ta sẽ bước đến cái dãy bính, cái mũi bính này nè. Các bạn móc vào cái mũi bính này một mũi kép nữa là đúng 5 nè. Đó 1 2 3 4 5 ha. Sau đó chúng ta phát triển một mũi bính. Các bạn bỏ cái chân cạnh mũi bính ở dưới, qua cái chân bên cạnh móc một mũi kép. Đó, rồi các bạn. Tiếp tục móc những cái mũi kép ở phía dưới. Được mấy mũi rồi? 3 ha. 4 nè. Rồi 5 nè. 5 là nó đến cái chân của cái mũi kép ngọc trước rồi đây nè các bạn. Rồi các bạn móc vào cái trên đầu của nó một mũi kép. Tiếp tục móc vào thân nó một mũi kép ngọc trước nè. Luồng kim phía dưới mũi nè, hút sợi qua nè, kéo 1 nè, kéo 2 nè. Rồi. Các bạn vào đây. Đó, nếu mà các bạn móc đủ mà tới hàng rồi chúng ta sẽ vào để trượt vào kết thúc hàng. Đó, mình đã hướng dẫn cho các bạn cái họa tiết mà nó xoay vòng rồi ha. Đó, cái để mình làm như thế này cho các bạn dễ thấy nè. Vậy đi. Cái bính của chúng ta nó sẽ xéo xéo về một phía như thế này. Đó, xéo xéo về đó. Cái mũi kép của ngoặc trước của chúng ta nó cũng xéo xéo. Chúng ta cứ móc theo công thức đó nha. Các bạn muốn cho nó uốn lượn thì các bạn bẻ ngoặc lại. Thay vì các bạn dồn về phía bên bên này thì các bạn sẽ dồn về phía bên này. Chúng ta không có, thay vì chúng ta móc vào cái này, móc vào cái mũi bính và chúng ta sẽ cho cái mũi bính bên bên tay trái, thì thay vì đó chúng ta phát triển cái mũi bính, sau đó chúng ta mà lại bắt phía bên tay trái ha. Tất nhiên là nó trước hoặc sau như vậy thôi thì nó sẽ uốn cong qua lượn về như vậy đó. À, còn cái phần này là mình làm dư ra nè, bởi mình bảo các bạn là các bạn cứ móc mũi bính thoải mái dư ra một tí. Đây là cái cách mà chúng ta sẽ mình sẽ làm nè. Sau cái như vậy là các bạn chưa có hoàn thành được cái hàng đầu tiên, tại vì chúng ta móc không có móc vòng cái hàng đầu tiên. Móc vòng hàng đầu tiên nó sẽ hay bị xoắn sợi, mình không thích, cho nên là mình luôn luôn dùng cái cách này đó. Nếu mà xài một bính thì mình sẽ dùng tới đây, chúng ta cắt đi. Các bạn cắt xong đó các bạn sẽ gỡ nó vài mũi thế này ha, gỡ nó vài mũi. Đó, các bạn gỡ nó đến cái mũi mà cái chân của cái này là đừng có gỡ nữa nha. Cái mũi này là tới cái chân rồi nè, các bạn phải chốt ở đây nè, không có gỡ nữa nè. Đó, chốt sợi nè. Rồi sau đó các bạn sẽ kéo nó qua cái chân bính thứ ba của cái dãy ba bính đầu tiên. Đó, ở cái chúng ta phát triển đầu tiên á, các bạn sẽ kéo cái sợi nó qua. Đó, các bạn sẽ chốt nó. Chốt nó ha. Sau đó các bạn sẽ dùng kim các bạn khóa sợi lại nhé, khóa sợi cho chắc, đừng để nó tuột ha. Đó là chúng ta đã tạo thành một cái vòng. Thay vì chúng ta móc vòng đó thì mình móc dư ra thì mình tạo cái như vậy để làm thành vòng nha. Rồi các bạn đã nắm được cái quá trình làm như vậy. Còn đây là cái các bạn muốn móc cái viền bèo giống mình á thì đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Sẽ móc những cái lưới này, lưới đầu tiên của mình là ba này, lưới thứ nhất là ba bính, lưới thứ hai bốn bính, lưới thứ tư là một hai, lưới thứ ba là năm bính ha. Rồi sau khi cái hàng thứ
1 2 3 hàng thứ tư chúng ta sẽ móc từ 5 bính đó, các bạn sẽ móc 1 2 3 4 5 6 7 7 mũi kép. Đó. Sau đó tiếp theo chúng ta từ hàng tiếp theo đó, chúng ta sẽ từ những cái mũi kép này các bạn phát triển ra cái những cái V 2 mũi kép chụp đầu. Cái này là kép đôi á các bạn, không phải mũi kép thường mà là kép đôi. Tất cả đều dài mũi kép đôi hết ha. Đây. Kép đôi, hai mũi kép đôi, ở giữa có một mũi bính. Và cái hàng tiếp theo là chúng ta sẽ móc 3 mũi bính chụm chân chụm đầu. Ha, còn hàng cuối cùng là các bạn đi mũi đơn, xong rồi các bạn những cái móc những cái hột 5 bính vòng lại móc vào cái mũi này luôn để tạo những cái chấm chấm như thế này. Đó, đơn giản vậy thôi ha các bạn ha. Mình sẽ tải cái chat lên ở trên trang trong nhóm Uyên chia sẻ chat cho các bạn vào đó lấy nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn thành công nha. Nhớ comment những cái ý kiến cho mình để biết là các bạn gặp khó khăn gì nha. Rồi, cảm ơn các bạn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ha.